đùng đùng cái con có không mình con ổng mà rồi sao bút phát sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi, nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa, em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ lại, người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xinh xắn không? Chào hai em. Dạ. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh, đến chị, đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương. Nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi cái bạn này bao nhiêu tuổi nha. Mời em. Dạ. Lời nói đầu tiên con xin em. Nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm. Chị biết nhỏ này. Mà con chú đợi con một chút nha. Trời kêu mình chú cái tổn thương dễ sợ. Lời nói đầu tiên con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri. Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó anh ngây thơ làm sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em phải đi đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy như vậy, xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè em quên tên rồi, lấy một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi một hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em, trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì em nói em cast tới mấy trăm con người em không thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai gì? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ, tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính đó là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn anh đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Đó là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước, xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười, xong cái con cát thì cứ coi con cát đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá à, em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm, là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển. Thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng như là ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh. Em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu, thì vô tình là hôm đó xuống đó Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài phim có báo rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì rồi, chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi, nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa, em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ lại, người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy thì cái con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi
ở nhà của em á thì dạ. là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì Chi Hên nha, Chi Hên có một cái là lúc mà Chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê, mẹ em đi về Đà Nẵng. Thì mẹ em đi mất hơn một tuần, mẹ về có nói, ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ xong rồi Chi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng mấy bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hỏi nhau thì mẹ rất là thích Chi. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ mẹ đúng Tri. Rồi thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn Bin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật, là con nói là con quen Bin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì Bin có nói với con là Bin lo lắng, Bin rung, Bin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp Bin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Chi rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế là dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thật em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri chia bẻ hết tất cả những cái nó khó của em. Em đúng nó rồi. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em mà em không có sử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em dù em chạy xe đi em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được chứ đi bẻ với cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi. Trời ơi, bà con quá mà con bẻ là con nít mà trời. Con bẻ không phải con bẻ một lần. Con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt bây giờ nghĩ là em cũng không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng. Nợ đó em. Dạ. Hỏi hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi, là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi, hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Em rồi mẹ im mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng. Em nghe hết rồi em mới nói em mới đứng lên em thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri. Và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường, không có vững. Đúng rồi, lập trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa, tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày.
Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn hiếp có em sao? Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ đúng rồi, có võ đúng rồi. Cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo, đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn buồn đá em vài cái. Mới đây còn úp lên Facebook rồi đá em mấy cái. À, cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tree này là gì? Là, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mọi người tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại buồn. Đi em tính lại đi, em tính kỹ lại có bao nhiêu, em cũng ngồi em đợi cái bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Ôi 18.000, sau đó chuyển có 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho em vui, chồng ơi thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô một rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành, nó tại vì bị té giếng. Nên... Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có bị... giếng. Té nhà xong. Không có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té mà giếng nước nó còn nhiều. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin. Rồi, tật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Anh tự nhiên anh nói gì cái chi đến sáng luôn, đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối hôm qua em đang chơi game em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà đưa hồi em, bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Ôi giời. Có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng con thức con không nhớ hết trơn á. À vậy là bị bọng du. Thiệt, tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Nó nói là ồ sao hai đứa sợ hay là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân như cái tủ á. Ba mở ra, cái ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sao sáng hỏi bỗng nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó. Ai thôi đi. Đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi dành mền dành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á, bả lấn em vậy á, rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chắn ngang cổ em vậy nè, giống như núi đè vậy đó. Thiệt, em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao. À, có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha, mà các con đang mơ, con mơ á, trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông Bin, ông phải phải ông Bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Xong cái con ngắt cái tay ông một cái, ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn. Ông đứng lên, em ơi, chuột cắn anh. Không. Xong cái con, em nhéo anh đó, không, chuột cắn anh. Trời ơi, chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn, cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, tới giờ là em sợ. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được, đúng dạ. không? Cố gắng phải tìm, dạ. phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Rồi, thôi nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương. Và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu, đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm là cái là ghen. Gì? Ghen. Cái ghen hả? Ghen, ghen kinh lắm khủng. Hả? Mỗi lần bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á. Bà nói thẳng em vậy luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng dai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm gì sai phải nói cho anh biết anh làm gì sai. Không nói, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh là đồ điểu cán gì, chửi sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám đông. Em có chửi không? Con không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng. Mà chửi đập chửi được. Wow. Ui, chắc đập được luôn. Trời đất ơi, chửi trong lòng mà chắc đập được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con dâng máu mà. Cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những
những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Người đàn ông quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biến, ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết vậy em, ngày nào anh cũng mập hết vậy, anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biến thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không. Em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi. Ờ, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biến là làm biến như vậy thôi. Còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biến. Con thích vậy đó. Quá nhiều đó thôi. Rồi nhà sao nhiều tính làm tình hết thì được. Sao tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. À, lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Lúc vì... mới quen thôi. Bây giờ coi. Không từ ai từ cọc? Để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu. Xong rồi con phải tập 2 tháng đó cơ. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á. Con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phép luôn tới giờ đó. Bỏ phép luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ thì... con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, siêng nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bày cái bếp con dẹp mệt lắm. Thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri kiểu như Tri ăn đường nhiều quá, Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó mà đem về các bác. Ừ để đó đi. Xong cái hả cầm điện thoại lướt lên xong cái cười với cái điện thoại mình. Lúc nó đang giận mà nó cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ. Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một trạch căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Dạ rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Cảm ơn các em. Nha. Xin chào hai em. Xin chào cô Hồng Vân và chú Bây Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi. Em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay 26 tuổi. Bi hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em. Đó là Bi là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn. Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ? Tụi em quen trên Facebook. Em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Ông này có rất là nhiều tài. Ông này rap nè rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam thì ông này ông mới rủ em là đi chơi hôm. Thích rồi. Thành ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này?
Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm, lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn, rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi, em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá, em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng, chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em. Cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy, nhưng mà cô không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi em muốn quen xa lắm, sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ 3 cũng mới chịu. Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á, thì lúc đó cái em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh đang làm gì đó? Nhưng mà ba bên gia đình em á, khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn thì ba mẹ em đồng ý, mà không những như vậy rất 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 chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á thì em cũng rất là thích mẹ vợ, tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc, tại vì em nghĩ là trời ơi thích gái người ta mà lấy lòng gia đình. Lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ lấy vợ lòng, mà. Lấy lòng. À không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Bên này không khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi, còn mẹ em thì là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng với nhau? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn. Nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái chồng em cũng stress rồi ở có một mình à. Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về, hai vợ chồng ở chung thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai, trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà thấy con em giấu nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới tại đi vì hứa. Tại vì hứa em quen năm cưới mà. Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới không? Thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi với, mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói vậy nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển. Cái mẹ khóc quá trời mẹ. Khóc. Chịu mà, cho khóc mà. Khóc luôn. Sợ. Khóc. Ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mẹ em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là nhà. Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà? Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít rất là ít đi chơi. Khi em nói là em ơi em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua bên đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa cái gắt đó. Ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ sợ nhưng mà cũng kiểu thích tại vì không có không biết làm sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm vậy. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn là ông nói trời ơi ngủ gì con gái góc gì mau ngực đó. Cái ông choàng luôn cái tay mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông em nói
Trời ơi, anh có xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chùa có mở trong một giây luôn, em mình hết hồn. Nhiễn quá, thao tác quá nhiễn. Một cái em hết hồn, em nhìn lên chai dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam. Thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lòi cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ông cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đó. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng đem Google tá loại hết trơn luôn. Mà học sao để em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm, cha mang cái quần xà lõn thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi, cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xơi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt á, mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. Ở em mà mang áo dây vô phải không, là ông ghê lắm. Ông làm cái kiểu vậy nè. Ông làm cái ghê lắm, kiểu ông làm giống như là thú vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xơi cái miếng thịt đó không? Không, không sao, heo quèo luôn. Nhưng mà Bi là Bi dê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc muối? Dê thiệt. Dê thiệt. Ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái là trời em giả bộ em cúi xuống một xíu đi. Ê, cái này dơ quá. Nói là em là để ổng héo queo phải không? Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em nó hay bỏ đi. Ông để em héo queo 2 tháng trời, ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận cái đòi ly dị cái bỏ đi. Cái thành ra bây giờ đòi ngược lại, ý là đòi dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á, không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Vậy hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á, đúng không? Là tật đó tật tốt mà. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình, dê vợ người khác, đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bển đi ăn uống đúng không? Nói vợ em nói, qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ. Đi chợ đi xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao. Lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em qua em cũng xách đồ. Cái vợ em nói là xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu. Trời anh, sao dạo này nhìn anh đẹp quá. Anh lực lưỡng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn. Trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập gym, ông đi tập gym. Cái em thích quá anh. Cái em xách quá trời luôn. Em xách mà từ sáng tới chiều mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu. Vợ em đi buôn. Em xách muốn chết luôn. Vợ em đi buôn 40-50 kg. Đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả Bi? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy, xong rồi em kéo em làm. Rồi bạn có xách gì không? Em đâu có cho tới xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa tráo trở vậy sao? Vậy cái em nói là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày trời em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao? Mày lại gì? Gian manh tráo trở đó. À, ngồi ở đây có ly nước rồi đó, không bao giờ lấy nha, mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi, lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu, mà em cứ nghe là anh ơi hoài. Lúc mà em mở cửa mới bả kêu gì, tôi đang tắm mà kêu gì, ảo thanh luôn. Bị ảo thanh, thanh. Nó nghe nè, nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không, giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân, cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em mới kiếm ra. Em kiếm ra rồi, dưới chân em nè đó. Rồi thôi lúc đó em cũng bực lắm đấy. Thôi đừng hờn thù anh chút xíu nữa, chửi. Em hay nói vậy nha. Cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi. Anh thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu. Mà giờ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh, thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Đó. Không? Người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ
đi, em đi làm móng tay, móng chân, làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha. Rồi người ta nhìn vào người ta không có khen em, mà người ta khen cái ông chồng này, trời ơi, tốt tính quá à. Là anh tuyệt vời đúng không, là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ. Cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á. Nhưng người ta nghĩ là trời ơi, cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn. Đó. Rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Tại vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ diện nguyên đi, cứ nguyên okay bản đi đúng không? Còn muốn sao? Chồng em hả? Ví dụ mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, vợ ơi. Có một đợt đi Thái, nhạy cảm thiệt sự. Hai vợ chồng chồng em mới nói vậy nè. Cái này hơi tế nhị chút xíu. Mình mua toy đi. Ông cứ xúi giục em mua, cái mình đi mình trốn trong đi cái hẻm ở ngoài á. Người ta chưng ở ngoài mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua mà kêu em. Em mới nói là mua. Em đi tới mua đi, người ta em giờ mới chồng em quá trời ngại luôn. Rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi sợ quá hoảng hồn. Quá em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à. Bà lớn thế nào? Cái bà hỏi là cái này bao nhiêu tiền? Cái bé đó nói 650 baht. Cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi. Bà nói bà ơi, 650 xa luôn. Cái gì mà mắc quá vậy? Chạy giá không? 650 baht gì có chút xíu vậy? Mà mắc quá. Cái bà trời mua lẻ đi, người ta đi vô kìa. Đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp mua mua dưới luôn anh. Người ta đi qua hai đứa tổng ten đi về. Rồi mà em cũng dặn chồng... vợ em kỹ lắm. Em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất. Chứ không thôi á, thấy mấy đứa nhân viên nó thấy đó, nó nhìn em mà cặp mắt khác. Cái rút của hai vợ chồng cất giấu kỹ quá, cái mất tiêu rồi. Tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả. Bạn bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn. Thôi giờ vậy thôi. Vậy thôi đúng không? Chỉ cần giờ cứ mạnh dạn là thôi. Được rồi. Nhân đây á, Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh, với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng. Và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời. Cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn trong cái cuộc sống của mình. Thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng. Con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình đúng phải vậy. Hỗ trợ và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào. Đó, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai đứa nghe. 3 năm rồi bây giờ mới có dịp lên đây để gửi lời cảm ơn đến Hằng. Cảm ơn Hằng rất là nhiều vì đã gửi tới cho mình một bạch mã hoàng tử. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tấn An. Em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài cùng tử Hồng tên Công. Với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em. Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt thật tự đi vào cô ấy không à. Ôi mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nọ. Làm sao mà hút được này. Rất đàn ông nha. Rồi, dạ. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu dạ, không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em xong rồi cái em cũng nghía ảnh là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy dạ.
mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh ở đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó làm sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em, em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều, mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết thì ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, buồn luôn đó, buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ bị ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chở về. Đó, tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử với nhau? Hai đứa có sống thử? Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa, thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy đó, con cho coi hình vậy đó, chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh người ta rồi hỏi sao ta. Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy. Dạ, đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là
em có đồng ý làm vợ anh không? Rồi dạ. Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Ừ. Dạ. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Rồi dạ. Giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi. Nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại. Không muốn ở với bạn này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc à em điệu này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ điệu ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về. Mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia. Nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, còn nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Ừ. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận là đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất. Thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn đó cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay đổi. Còn ghen nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Ảnh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó. Tốt bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gấm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tơi hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính mà bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi khóc nhè, khóc nhè hoặc là không kiên trì nè, khóc nhè nè. Dạ. Xong xuôi thì bạn ủa sao khóc thì em thích khóc vậy đó. Ở ngang lắm tay mẹ chồng không có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và
không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà, đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi, rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vàng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố. Đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Đấy là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Đó. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đó. Đó, từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ, mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ủa rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè, thì con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng. Nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm. Dạ, ông không có 8 con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà
ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm nghe mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mà mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sau này học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán luôn. Dạ, sau con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới, bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau bác sĩ mới bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn con à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là có rồi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà... học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm.
hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay anh trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ. Có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm, lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Đến khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt bờ tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt bờ tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bắn mà, sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác. Nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưỡng da. Không kỳ cỏ. Tắm cái dưỡng da. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trồng cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Đúng nhại rồi. Lại đó, thường thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn, trong khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ thay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và hai đứa bà vợ nhé.